Sau khi sinh con, nhiều bà mẹ có thể bị đau khớp cổ tay, chân, đau khớp háng một cách dữ dội. Nếu bạn mới sinh con và đang rơi vào tình trạng này, rất có thể bạn có thể bị viêm khớp sau sinh. Mặc dù triệu chứng đau nhức xương khớp sau khi sinh không quá nghiêm trọng, nhưng nếu không được kiểm soát tốt, tình trạng này có thể gây ảnh hưởng xấu đến cả mẹ và bé. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp giúp giảm nhẹ cơn đau hiệu quả nhé. 1. Nguyên nhân viêm khớp sau sinh. Tiền sử mắc bệnh cơ xương khớp. Trong thời gian đầu sau khi sinh, hệ miễn dịch của mẹ tương đối yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các vấn đề sức khỏe phát sinh. Vì vậy, nếu phụ nữ có tiền sử mắc bệnh cơ xương khớp như thoái hóa cột sống, viêm khớp hoặc chật khớp, chấn thương dây chằng, việc bắt gặp triệu chứng đau nhức xương khớp trong giai đoạn này là điều khó tránh khỏi. Nghiêm trọng hơn, một số phụ nữ sau khi sinh cho biết tình trạng xương khớp bị đau nhức có thể tệ hơn trước đó rất nhiều. Suy dinh dưỡng. Trong giai đoạn mang thai, mẹ bầu rất dễ bị thiếu canxi do cơ thể tích lũy lượng khoáng chất này để hình thành khung xương cho thai nhi. Nồng độ canxi quá thấp có nguy cơ dẫn đến chứng loãng xương về sau, khiến mẹ thường xuyên cảm thấy đau nhức xương khớp. Ngoài canxi, phụ nữ mang thai và sau khi sinh còn thường thiếu hụt nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như vitamin D, sắt, magie, từ đó kéo theo hàng loạt triệu chứng nhức mỏi đầu gối, đau cổ tay, tê mỏi tứ chi, đau thắt lưng. Tăng cân trong kỳ mang thai. Mẹ bầu tăng hơn 10 cân là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, việc cân nặng tăng quá nhanh trong thời gian ngắn sẽ gây áp lực nặng nề lên cấu trúc xương khớp, đặc biệt là khớp chậu và khớp gối. Nguyên nhân là do hai bộ phận này chịu trách nhiệm chống đỡ toàn bộ trọng lượng của cơ thể, nên tình trạng đau nhức tại đây cũng sẽ nghiêm trọng hơn so với những khớp khác. Mặt khác, vùng xương chậu của mẹ bầu cũng cần mở rộng để giữ thai nhi. Nếu phạm vi mở rộng quá lớn, dây chằng tại đây sẽ bị giãn đáng kể và khó phục hồi sau khi sinh. Do đó, không ít phụ nữ sau khi sinh cảm thấy đau nhức vùng chậu trong thời gian kéo dài. Nồng độ hormone thay đổi. Bên cạnh vấn đề tăng cân, nồng độ estrogen thay đổi sau khi sinh cũng có nhiều khả năng gây áp lực lên cấu trúc xương khớp của phụ nữ, dẫn đến tình trạng đau nhức khó chịu, đồng thời khả năng vận động của họ cũng suy giảm đáng kể. 2. Cách kiểm soát các cơn đau do viêm khớp sau sinh. Thay đổi chế độ ăn. Một chế độ ăn có đầy đủ trái cây và rau quả tươi có thể giúp bạn đối phó với tình trạng viêm khớp, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu dưỡng chất như vitamin D, canxi, sắt, magie. Kiểm soát cân nặng trước và trong khi mang thai. Thừa cân hay béo phì có thể gây áp lực lớn lên các khớp khiến tình trạng đau khớp càng trở nên trầm trọng hơn. Do đó, hãy duy trì cân nặng khỏe mạnh trong suốt thai kỳ và cả sau thời gian sinh con bạn nhé. Ngoài ra, các mẹ có thể áp dụng các phương pháp giảm đau xương khớp như chườm nóng lạnh lên các vị trí khớp bị đau. Khi nằm, bạn nên kê một chiếc gối mềm ở dưới khử chân để giảm căng thẳng cho đầu gối và mắt cá chân. Thực hiện kỹ thuật thở sâu hay ngồi thiền, tránh đi giày cao gót, chọn giày có độ cao vừa phải, đế mềm để bớt đau chân. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm nhiều thông tin hữu ích, hiểu rõ được nguyên nhân và có phương pháp kiểm soát tình trạng viêm khớp sau sinh hiệu quả.